Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang cùng Bảo Phong và Lan Hương đến với chương trình Sống khỏe mỗi ngày được phát sóng hàng tuần trên kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình của chúng tôi hy vọng sẽ trở thành cầu nối giữa quý vị khán giả với các chuyên gia y tế để từ đó quý vị có thêm những kiến thức hữu ích về sức khỏe để bảo vệ sức khỏe của bản thân mình và gia đình. Bên cạnh việc theo dõi chương trình thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua hệ thống tương tác online, đó là fanpage VTV2 Chất lượng cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, vitamin là một nhóm chất rất quan trọng đối với cơ thể của chúng ta, đặc biệt là đối với các em nhỏ. Và việc dung nạp được đầy đủ các loại vitamin ở trong những năm tháng đầu đời là một việc rất quan trọng giúp cho quá trình phát triển của các em về sau này. Và có rất nhiều loại vitamin, tuy nhiên thì một số loại vitamin ít được nhắc tới nhưng lại có vai trò vô cùng quan trọng với cơ thể của chúng ta. Có thể kể đến đó là vitamin D3 và vitamin K2. Vậy thì vitamin D3 và K2 có vai trò như thế nào đối với cơ thể của trẻ và làm sao để chúng ta có thể bổ sung hai loại vitamin này đúng cách và phù hợp? Đó cũng chính là chủ đề của chương trình Sống khỏe mỗi ngày hôm nay. Để bắt đầu chương trình Sống khỏe mỗi ngày hôm nay, xin được chào đón Dr. Sống khỏe mỗi ngày. Xin mời. Có mặt trong trường quay của chúng tôi lúc này xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn chuyên gia y tế, tiến sĩ bác sĩ Phan Bích Nga, trưởng trung tâm khám và tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Xin cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình của chúng tôi. Trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay với chủ đề là những cái giải pháp cho trẻ còi xương biếng ăn, thì xin mời bác sĩ Phan Bích Nga cũng như là quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi phóng sự đầu tiên của chương trình. Cơ thể chúng ta muốn tồn tại và phát triển không chỉ cần đến chất đạm, đường hay chất béo, mà các loại vitamin và khoáng chất cũng rất quan trọng. Vitamin là những chất hữu cơ rất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể, duy trì sức khỏe và có vai trò chính trong việc điều hành chức năng của các cơ quan. Từ trước đến nay, những loại vitamin A, vitamin B, vitamin C được nhắc đến rất nhiều, nhưng rất ít người tìm hiểu về vitamin D3 và vitamin K2. Vitamin D3 rất quan trọng đối với trẻ nhỏ. Nó tham gia vào quá trình hình thành phát triển xương của trẻ, khi giúp tăng cường hấp thụ canxi và phốt pho trong ống tiêu hóa, khiến xương chắc khỏe hơn. Nếu thiếu vitamin D3, có thể sẽ làm cho trẻ bị còi xương, chậm lớn, chân vòng kiềng do xương mềm và thiếu khoáng chất. Còn vitamin K2 là một loại vitamin có vai trò quan trọng trong việc cải thiện mật độ xương của cơ thể. Vitamin K2 được hình thành do sự lên men của vi khuẩn ở trong ruột, giúp protein gắn kết canxi vào các mô xương, kích thích khoáng hóa xương. Vitamin D3 đấy thì được gọi là vitamin ánh sáng, mà Việt Nam chúng ta là một cái nước nhiệt đới và ánh sáng chan hòa, cho nên chúng ta dễ tưởng rằng là chúng ta rất là đủ vitamin D. Nhưng mà thực ra trong cái cuộc sống hiện đại như này, và thường là chúng ta hay ở trong nhà, trong phòng đấy, và nhất là trong những cái giai đoạn dịch đấy, nhiều khi là cũng ngại những cái vấn đề về tiếp xúc ấy, chúng ta ít ra ngoài, thì đấy lại càng là cái nguyên nhân mà làm cho các cái lứa tuổi, đặc biệt là ở trẻ em, là càng dễ bị thiếu vitamin D3. Việc thiếu hụt canxi sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình phát triển của trẻ em. Nhưng ngược lại, việc canxi không được hấp thụ hết cũng để lại những hậu quả xấu cho trẻ khi làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như táo bón, giảm hấp thu, sỏi thận hay các bệnh lý tim mạch. Vitamin D3 giúp cơ thể hấp thu canxi từ thức ăn. Tuy nhiên, để có thể vận chuyển canxi đến xương thì phải cần đến vitamin K2. Do đó, việc bổ sung vitamin D3 cùng với vitamin K2 sao cho đúng cách, qua đó giúp cơ thể hấp thụ tốt canxi, giúp xương chắc khỏe hơn là điều vô cùng quan trọng. Trở lại với chương trình Sống khỏe mỗi ngày ngày hôm nay, chúng ta vừa được theo dõi một số hình ảnh cho thấy cái mức độ quan trọng của những cái vitamin đối với cơ thể của em bé, giúp cho em bé có thể phát triển khỏe mạnh và đặc biệt là có thể tránh được tình trạng là còi xương, một tình trạng có thể nói là khá phổ biến hiện nay. Có rất nhiều loại vitamin mà chúng ta đề cập tới, ví dụ như là vitamin A, vitamin B, vitamin C. Nhưng đặc biệt chúng tôi thấy ở đây có hai loại vitamin mà ít người để ý cũng như là quan tâm, đó là vitamin D3 và vitamin K2. Vậy thì xin mời chuyên gia y tế có thể chia sẻ kỹ hơn về cái vai trò của hai loại vitamin này với cơ thể được không ạ? Nó là một cái chu trình và hoàn thiện. Nhờ có D3 thì canxi mới được hấp thu ở tại ruột từ thức ăn mà được đưa vào trong máu. Còn đâu K2, vitamin K2 thì lại giúp cho đưa canxi của chúng ta từ máu mà vào được đến cơ quan đích cần thiết là xương. Và chính vì đi được đến cái cơ quan đích là xương đấy thì mới giúp cho cái mật độ xương nó tốt, xương nó mới chắc khỏe và trẻ không bị còi xương và mới lớn được.
Vâng, có thể thấy là hai vitamin này rất quan trọng mà lại có một mối tương quan để có thể hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển của cơ thể. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn là những cái đối tượng nào thì sẽ dễ bị thiếu hụt hai loại vitamin này? Cái đối tượng nguy cơ nhất mà hay bị thiếu hụt các cái loại vitamin này đấy là những cái đối tượng mà đang ở những cái giai đoạn đặc biệt của cuộc đời, ví dụ như là trẻ em, trẻ sơ sinh này, rồi trẻ em đang cái tuổi phát triển. Thứ hai là phụ nữ ở lứa tuổi sinh đẻ đấy, đang chuẩn bị mang thai rồi nuôi con bú, và cả những cái người mà có tuổi nữa. Đặc biệt ở đối tượng trẻ em là chúng ta thấy là trẻ thường là chưa chịu ăn đa dạng thực phẩm, mà nếu mà người lớn, người chăm sóc trẻ mà không biết để mà hướng trẻ đấy, để đảm bảo trẻ được cái sự đa dạng thực phẩm thì rất là dễ bị thiếu. Riêng đối với cả vitamin D3 thì nó lại có một đặc điểm là người ta gọi đấy là vitamin ánh sáng, tức là chủ yếu là chúng ta phải quang hợp từ ánh nắng mặt trời cơ. Chứ còn trong thực phẩm ấy, thì rất là thấp, D3 thực sự là không đủ nhu cầu nếu mà những cái thực phẩm tự nhiên. Và đặc biệt kể cả như chúng ta thấy là như trong sữa mẹ, bình thường sữa mẹ là cái loại thực phẩm mà phải nói đầy đủ hết tất cả dưỡng chất cho trẻ phát triển, nhưng mà riêng D3 thì vẫn là bị thấp đấy. Cho nên kể cả những trẻ sơ sinh, nhất là trẻ dưới 6 tháng hay là dưới 1 tuổi, nếu mà chỉ bú mẹ không thôi mà không bổ sung thêm D3 thì vẫn bị thiếu. Như vậy là trong phần đầu của chương trình thì tiến sĩ bác sĩ Phan Bích Nga đã giúp cho quý vị khán giả của chúng tôi hiểu rõ hơn về vitamin D3 và vitamin K2. Mặc dù là hai vitamin này thì tuy ít được nhắc đến, thế nhưng mà vai trò của nó đối với sự phát triển của cơ thể trẻ cũng rất là quan trọng, và đặc biệt là giúp ích cho những trẻ mà bị biếng ăn và còi xương. Và trong chương trình của chúng tôi thì cũng mời đến một vị khách mời nữa để tiếp tục trò chuyện về chủ đề này. Để biết rõ hơn về vị khách mời này thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay, cũng giống như bao phụ nữ khác, chị Nguyễn Thị Hằng, nhà ở Đan Phượng, Hà Nội, rất lo cho sức khỏe của gia đình mình. Dịch bệnh quay trở lại và thời điểm nắng nóng như hiện tại, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe gia đình mình và nhất là các cháu nhỏ, sức đề kháng kém, và các cháu bé nhà mình cũng ít được đi ra ngoài để vui chơi, giải trí, hoạt động, tiếp xúc với ánh nắng bên ngoài để các cháu bé bổ sung vitamin D3 cho cháu để cháu phát triển toàn diện. Đấy là một niềm mình lo lắng. Nỗi lo vẫn luôn thường trực vì con chị đã 11 tháng tuổi, nhưng so với các bạn bè cùng trang lứa thì bé khá nhỏ. Thời gian gần đây, bé còn tỏ ra khá biếng ăn. Đây cũng là nỗi băn khoăn của khá nhiều gia đình hiện nay. Chị Nguyễn Thị Hằng sẽ là khách mời tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách tiếp theo có mặt trong chương trình ngày hôm nay, cũng là nhân vật đã xuất hiện trong phóng sự vừa rồi. Xin được giới thiệu tới quý vị chị Nguyễn Thị Hằng đến từ Hà Nội. Và sau khi mà xem phóng sự vừa rồi thì thấy là chị Hằng cũng giống như là rất nhiều những bà mẹ trẻ khác nuôi con nhỏ là thực sự đang rất là băn khoăn, đúng không? Không biết là nên nuôi con như thế nào, rồi dinh dưỡng ra sao. Không biết là bây giờ thì sức khỏe của bé như thế nào và chị chăm sóc con ra sao ạ? Tôi đã bổ sung thêm vào khẩu phần ăn cho bé thực phẩm giàu vitamin C để tăng cường sức đề kháng, cho con uống thêm nhiều loại nước hoa quả. Tuy nhiên bé nhà tôi còn khá nhỏ, cháu dùng lượng rất là ít. Vâng, trong phần trước của chương trình thì chúng tôi cũng như là bác sĩ Phan Bích Nga đã chia sẻ rất nhiều về vitamin D3 và vitamin K2. Vậy thì không biết là chị Hằng đã từng nghe hai loại vitamin này và chị có cái ý định cũng như là phương pháp bổ sung như thế nào cho con của mình hay chưa? Tôi cũng có biết đến, nên thời gian trước dịch vợ chồng tôi cũng cố gắng sáng nào cũng dậy sớm cho con ra ngoài. Tuy nhiên vào thời gian hiện tại thì thời tiết khá là nắng nóng, cộng thêm dịch bệnh hạn chế ra ngoài khiến tôi cũng khá là lo lắng, sợ con thiếu hụt vitamin D. Còn vitamin K2 tôi chưa biết mấy. Vậy xin được hỏi bác sĩ dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết được trẻ bị thiếu vitamin D3 hoặc K2 ạ? Trên lâm sàng thì chúng ta cũng vẫn có thể là nhận biết được những cái giai đoạn không phải là rất sớm nhưng mà bắt đầu có biểu hiện. Ví dụ như là chúng ta biết đến cái việc thiếu D3K2 chủ yếu là ở những cái triệu chứng còi xương ở trẻ. Đấy, trẻ nó có những cái kích thích quấy khóc, khó ngủ, có thể có biếng ăn, rồi sau đấy thì chậm các cái cữ vận động, rồi có thể là muộn hơn nữa thì sẽ có những cái phát triển xấu về xương như là chân bị cong, chữ O, chữ X. Vâng, có thể thấy rằng là việc cung cấp đầy đủ các loại vitamin cần thiết là một việc rất là quan trọng đối với sức khỏe của trẻ, trong cái việc là giúp cho trẻ chống còi xương, biếng ăn cũng như là tăng cường sức đề kháng cho trẻ nữa. Thế nhưng mà làm sao để bổ sung vitamin đúng cách thì không phải là bà mẹ nào cũng biết. Hãy cùng chúng tôi theo dõi tiểu phẩm tiếp theo của chương trình để hiểu rõ hơn về điều này. Trang như này mà bà vẫn nhận ra tôi cơ à?
Dạ ông bà thì lẫn vào đâu được. Thế dạo này thế nào? Ô, mà đi đâu đi chợ sớm thế? Dạo này thời tiết nắng nóng mà dịch bệnh như thế này, có bận bịu gì đâu. Cho nên là tôi tranh thủ dậy sớm đi chợ sớm cho nó đỡ nắng. Sao ông mua nhiều rau thế? Tôi mua nhiều rau để bổ sung vitamin cho cả gia đình. Thế bà không nghe người ta nói à? Trong rau là rất nhiều các loại vitamin, cho nên là tôi mua mỗi loại rau một mớ để mà ăn thay đổi, như thế nó mới đủ chất. Nhưng mà mua rau như thế này ăn làm sao hết? Bà nói thế nào ấy, sao lại không hết? Cứ mà hết ngay chứ lại. Giời. Thế mua nhiều rau củ như thế này, thế bà xào hay nấu hay luộc? Bà càng nói như là tôi thấy là bà không chú trọng quan tâm đến vấn đề sức khỏe đâu đấy. Bây giờ cái thời buổi này là người ta rất là hạn chế ăn thức ăn dầu mỡ. Cho nên là rau củ quả về là mình cứ luộc là tối ưu nhất. Hôm nay nhá thì là tôi sẽ ăn rau muống luộc. Ngày mai tôi ăn cải luộc. Ngày kia tôi ăn su su luộc. Ngày kia thì su hào luộc. Đấy, mỗi ngày ăn một vọng thay đổi đủ chất mà như thế nó hấp thu 100%. Ôi trời ơi bà ơi, bà để rau trong tủ lạnh ý thì nó bị mất chất, nó không hấp thu chất được đâu. Làm sao mà mất chất được? Nhà tôi á toàn là để cả tháng trời trong tủ lạnh, có làm sao nó vẫn tươi ngon như thường. Nhà tôi ấy thì mua đến đâu ăn đến đấy, nó vừa tươi vừa ngon vừa đảm bảo chất lượng. Tôi mua là như này là để mỗi ngày một loại. Nhỡ hôm nay bà mua món này nhưng mà mai bà ra muốn mua rau kia không có thì làm sao? Cứ như này là đảm bảo đủ chất cho cả nhà. Bà không mua thì kệ bà, tôi cứ mua của tôi. Rồi, tùy bà. Thế thôi tôi đi làm nhá. Rồi, bà chào bà, lúc nào nói chuyện xong nhá. Tôi đi đây. Chúng ta cùng trở lại với chương trình ngày hôm nay. Mỗi một bậc cha mẹ thì đều có rất nhiều cách để có thể bổ sung vitamin. Tuy nhiên là những cách làm của mỗi một gia đình thì có đúng không thì chúng ta cũng cần phải nhờ đến sự tư vấn của các vị chuyên gia y tế. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ là nếu chúng ta ăn nhiều rau và là rau luộc như vậy thì có tác dụng tốt trong việc là bổ sung vitamin hay không ạ? Cái ưu điểm của hai người bạn trao đổi với nhau này là đã chú ý đến cái vấn đề là ăn rau củ ở trong cái bữa ăn hàng ngày thì rất là tốt. Vì trong rau thì chúng ta biết là cung cấp nhiều vitamin và chất xơ, nó phòng được nhiều những cái bệnh về rối loạn chuyển hóa. Thế còn về cái cách thức chế biến ấy thì tất nhiên là rau luộc hay là hấp thì cũng là được. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta cũng có xen kẽ cả những cái bữa mà có làm ví dụ rau xào thì cũng rất là tốt. Bởi vì sao? Thứ nhất là nó cũng là tăng được cái khẩu vị, nhưng quan trọng nữa là nó sẽ đi kèm với cả các loại dầu mỡ khi chế biến. Và đấy là cái dung môi rất là quan trọng để hấp thu được vitamin D, vitamin K. Đấy là những cái vitamin tan trong dầu. Vâng, trên thực tế thì tôi thấy rằng các chị em khi mà có con nhỏ, đặc biệt là khi mà con chuyển từ giai đoạn uống sữa sang ăn dặm, bắt đầu thử những cái thực phẩm mới, thực phẩm tươi đấy ạ, mà chúng ta thường ăn, thì rất là lo lắng bởi vì là không biết là mình dùng có đúng hay không. Vậy thì bác sĩ Nga có thể chia sẻ kỹ hơn là cái yếu tố dinh dưỡng nó đóng vai trò như thế nào trong việc cung cấp vitamin và các loại khoáng chất khác cho cơ thể của trẻ? Yếu tố dinh dưỡng rất là quan trọng bởi vì là đấy là cái nền tảng cơ bản và sinh lý nhất để cơ thể chúng ta sẽ nạp đủ được tất cả các dưỡng chất cần thiết, bao gồm cả các loại vitamin và khoáng chất nữa. Cho nên là chúng ta cần phải ăn đa dạng thực phẩm. Và các cái chuyên gia vẫn khuyến nghị là một ngày là chúng ta nên ăn tối thiểu là phải có 20 loại thực phẩm khác nhau để mà bổ sung vào đấy, để cùng đa dạng trong cái bữa ăn. Vâng. Như bác sĩ nói là một ngày phải đủ 20 loại thực phẩm khác nhau. Rất là nhiều đúng không thì ạ? Là rất là nhiều rồi. Vâng, và không biết là đối với chị Hằng thì với một cái tần suất làm việc, công việc gia đình, xã hội và ở cơ quan nữa thì cái việc chăm sóc cho con mình thông qua một chế độ dinh dưỡng có thể cung cấp đầy đủ các loại vitamin như vậy thì có phải là một bài toán khó đối với chị hay không? Quả thực thì ngoài việc chăm sóc con thì việc bổ sung đầy đủ dưỡng chất vitamin cho con là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên tôi cũng khá là bận rộn nên không biết làm thế nào để có thể chăm sóc con, bổ sung đầy đủ vitamin cho con. Vậy thưa bác sĩ, có phương pháp nào để có thể bổ sung được đầy đủ vitamin D3 và K2 không ạ? Chúng ta vẫn phải có cái chế độ ăn đa dạng thực phẩm để mà có thể cung cấp nạp được đầy đủ các cái chất vào trong cơ thể. Thì ngoài ra thì chúng ta cũng phải có một số các lưu ý, bởi vì ví dụ như là vitamin K2 thì nó lại có một cái yếu điểm đối với cả cái phong cách ăn của người Việt Nam chúng ta, bởi vì cái K2 đấy chủ yếu là ở trong những cái loại đậu đỗ lên men rồi các loại sản phẩm sữa lên men thì nó không có trong cái truyền thống ăn người Việt Nam. Vitamin D thì ở trong các thực phẩm tự nhiên hàm lượng nó rất là thấp, kể cả trong sữa mẹ đấy, và đặc biệt là những cái trẻ bé như trẻ dưới 6 tháng thì cũng chưa có khuyến nghị về phơi nắng nhiều, nó dễ gây ra những cái bệnh lý về da. Cho nên đối với cả những cái trẻ bé, kể cả từ sơ sinh cho đến những trẻ lớn hơn rồi trẻ đang tuổi phát triển, nếu mà chúng ta ít phơi nắng chẳng hạn thì chúng ta rất là nên lưu ý là cần phải bổ sung thêm ở những cái dạng, những cái sản phẩm bổ sung cho sức khỏe mà có đầy đủ cả D3 và K2 thì nó sẽ giúp cho không chỉ là vấn đề hấp thu được canxi mà đưa được canxi vào cơ quan đích của chúng ta là vào xương nữa.
thì sẽ phòng rất là hiệu quả những vấn đề về còi xương ở trẻ em, những vấn đề chậm lớn ở trẻ em và những cái vấn đề về loãng xương ở người trưởng thành. Ở trên thị trường bây giờ cũng có rất là nhiều loại, nhưng mà có một số loại mà chúng tôi vẫn sử dụng trên lâm sàng mà thấy tốt và hiệu quả đấy, và chúng tôi tin tưởng về chất lượng. Thì ví dụ như là sản phẩm vitamin D3K2 của xanh bơn hát, hàm lượng của D3 và K2 ở trong mỗi một giọt như thế là cho 200 IU hay còn gọi là 200 đơn vị vitamin D3 và cho 10 microgram K2, thì đấy là một cái liều rất là vừa phải, bởi vì là với những cái trẻ bé, ví dụ trẻ sơ sinh cho đến lớn hơn đến khoảng dưới 4 tuổi đấy, thì chúng ta chỉ cần ví dụ dùng 1-2 giọt thôi. Bởi vì cái nhu cầu khuyến nghị của D là dưới 1 tuổi thì khoảng 400 đơn vị là nhu cầu tổng. Còn trên 1 tuổi cho đến lúc người trưởng thành ấy, cũng chỉ xung quanh khoảng độ 600 đơn vị thôi. Thế thì nếu mà chúng ta mà không hề có bổ sung bất kỳ một cái loại thực phẩm nào mà giàu D, hoặc là chúng ta ít phơi nắng chẳng hạn, thì chúng ta có thể dùng ví dụ 2 giọt cho trẻ dưới 1 tuổi và 3 giọt cho trẻ từ 1 tuổi trở lên. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta vẫn có cả phơi nắng, vẫn có cả dùng những cái thực phẩm mà có bổ sung thêm D rồi, thì chúng ta sẽ giảm liều đi, chúng ta sẽ chỉ dùng 1 đến 2 giọt thôi. Chúng tôi cũng rất là thích ở cái đặc điểm là nó không có mùi vị gì cả, không cho thêm đường ngọt, nó cũng không có những cái chất bảo quản, thì cũng rất là an toàn. Cảm ơn những thông tin vừa rồi của bác sĩ Bích Nga. Và để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những phân tích vừa rồi mà tiến sĩ bác sĩ Phan Bích Nga đã chia sẻ, thì hãy cùng chúng tôi theo dõi những hình ảnh sau đây. Từ lâu nay, các bậc phụ huynh đã chú trọng xây dựng cho con chế độ dinh dưỡng đa dạng, tăng cường các thực phẩm giàu canxi từ khi bé lọt lòng. Tuy nhiên, chưa mấy phụ huynh chú trọng đến việc bổ sung vitamin D3 và vitamin K2. Vitamin D3 có chức năng giúp cơ thể hấp thu canxi từ thức ăn. Còn vitamin K2 có chức năng gắn canxi về xương, giúp xây dựng và phát triển khung xương hiệu quả, xây dựng bộ xương chắc khỏe, thúc đẩy phát triển chiều cao tối đa. Do đó, có thể bổ sung bằng các loại vitamin thiết yếu. Khi kết hợp cả hai loại vitamin với nhau, cộng với chế độ sinh hoạt khoa học, chế độ dinh dưỡng hợp lý, chính là chìa khóa để giúp cải thiện chiều cao của trẻ sau này. Quý vị và các bạn thân mến, có rất nhiều các bậc phụ huynh, các bậc cha mẹ cũng đã quan tâm đến chủ đề này và liên tục gửi những câu hỏi tương tác tới cho bác sĩ Phan Bích Nga và mong được bác sĩ chia sẻ. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Thưa bác sĩ, vậy thì nên cho trẻ phơi nắng vào thời điểm nào trong ngày để có thể hấp thu vitamin D một cách tốt nhất ạ? Ở các nước phương Tây thì người ta chú trọng phơi nắng vào buổi trưa. Nhưng mà Việt Nam chúng ta thì do những cái đặc điểm về địa lý, những kinh độ vĩ độ nó cũng khác, và chúng ta là nước nhiệt đới. Nên là các bậc phụ huynh lưu ý là chúng ta cũng không nên là, đặc biệt là trẻ em, không nên phơi nắng buổi trưa, nhất là trưa hè, cái đấy rất là nguy hiểm. Chúng ta chỉ cần là cứ theo thời tiết của Việt Nam chúng ta thôi. Ví dụ như mùa hè thì chúng ta nên phơi nắng sớm khi mà mới có nắng, tức là nắng nó vẫn là vừa phải, nó không phải là mạnh. Cho nên có thể mùa hè chúng ta có thể phơi vào 6 đến 7 giờ sáng. Nhưng mà những cái hôm mà trời nó mưa âm u hoặc là vào mùa đông chẳng hạn thì chúng ta lại nên phơi muộn hơn. Nếu chúng ta không có thời gian phơi buổi sáng thì là chúng ta có thể là phơi thêm buổi chiều khi mà nắng nó chưa tàn thì cũng hoàn toàn là tốt. Thời lượng thì nên là mỗi một ngày chúng ta phơi nắng khoảng từ 20 cho đến 30 phút. Và diện tích da hở thì tối thiểu là cũng phải 5 đến 10%. Đấy là tối thiểu, còn tốt hơn là có thể là 20%. Câu hỏi tiếp theo của khán giả thì cũng liên quan đến vấn đề sử dụng thực phẩm. Đó là, thưa bác sĩ có thể cho tôi biết là vitamin D3 và K2 thì có trong các loại thực phẩm nào? Vitamin D3 ấy, thì trong các cái thực phẩm tự nhiên thì hàm lượng rất là thấp. Ở trong một số các loại thực phẩm đặc biệt thì nó cũng tương đối là giàu D3 hơn những sản phẩm khác. Ví dụ như là sữa này, rồi trong trứng này, rồi trong các loại cá, nhất là cá béo này, trong cái mỡ cá thì rất là giàu vitamin D. Thế còn đối với cả K2 thì lại chủ yếu là ở trong những cái sản phẩm về đậu đỗ với cả sữa, nhưng phải lên men. Chứ còn đậu đỗ thường và sữa thường thì nó cũng chưa phải là dầu K2. Vâng, hy vọng rằng là những cái lời khuyên vừa rồi thì sẽ giúp ích cho quý vị khán giả, đặc biệt là các bậc cha mẹ đang nuôi con nhỏ sẽ có thêm nhiều kiến thức trong việc làm sao bổ sung dinh dưỡng đúng cách cho con. Và thưa quý vị, trong phần cuối của chương trình này thì hãy cùng chúng tôi đến với một tiểu mục rất quen thuộc mang tên Hành trình thay đổi thói quen. Sau khi tham gia chương trình, chị Nguyễn Thị Hằng đã thay đổi những thói quen trong cuộc sống để giúp gia đình, đặc biệt là con nhỏ bổ sung được vitamin một cách tốt nhất. Thời gian này, thời tiết nắng nóng cùng với dịch bệnh hạn chế ra đường, có thời gian được ở nhà nhiều hơn nên chị càng chú trọng chăm sóc con hơn từ những thói quen tưởng như không quan trọng trước kia.
Sau khi được bác sĩ thăm khám và tư vấn, tôi rút ra khá nhiều kinh nghiệm cho mình, đổi khẩu vị cho bé thường xuyên hơn và ăn uống khoa học hơn, không cho ăn uống nắt nhất và không gò ép cháu. Ngoài ra, nước màu rau thường ngày trước tôi đổ bỏ đi, nhưng mà bây giờ tôi thay vào đó tôi cho bé uống thay nước. Chị Hằng cũng rất chú trọng tới việc đa dạng hóa nguồn vitamin cho các con bằng cách bổ sung vào khẩu phần ăn của bé nhiều rau củ quả, cũng như cho bé ăn nhiều loại chế phẩm có nguồn gốc từ sữa. Nếu như trước đây chị cố gắng ép con uống nước hoa quả ngay sau bữa ăn, thì bây giờ chị đã lựa chọn giải pháp giãn giờ ăn của bé. Sau các bữa chính, chị cho bé chơi, nghỉ ngơi một lúc, sau đó mới cho bé ăn thêm bữa phụ. Với hành trình thay đổi từ những thói quen nhỏ như thế này, chị Hằng cũng như nhiều bà mẹ khác sẽ giúp con mình đảm bảo dưỡng chất cần thiết cho quá trình phát triển của bé sau này. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, theo thông điệp 5K của Bộ Y tế gửi đến người dân với các nội dung chính: khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác, không tụ tập đông người, khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone. Vâng, đúng là cái sự thay đổi về thói quen, đặc biệt là thói quen dinh dưỡng, đóng vai trò rất là quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe và bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Phan Bích Nga đã đến với chương trình của chúng tôi và chia sẻ rất là nhiều những thông tin khoa học hữu ích xung quanh vấn đề là làm sao để trẻ tránh được biếng ăn và còi xương. Và cũng cảm ơn chị Hằng đã đến với trường quay của chúng tôi và chia sẻ câu chuyện của mình, và chúc cho chị cũng như là bé nhà mình sẽ luôn luôn mạnh khỏe. Vâng, và tới đây thì thời lượng của chương trình Sống khỏe mỗi ngày của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong những chương trình lần sau.